Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị ạ. Xin chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe giàu năng. Bạn đến từ đâu? Em từ ở nước ngoài Long An anh ạ. Long An à? Dạ. Bà tên gì bạn? Em tên Hiếu ạ. Hiếu. Dạ. Hiếu hôm nay muốn thử sức ăn với ba phải không? Dạ dạ thử với chú ba. Dạ. Thì hôm nay hai anh em ăn theo lời yêu cầu em luôn là thịt mỡ hả? Dạ. Dạ. Bây giờ anh đây đang chuẩn bị hai dĩa thịt mỡ. Để cần nha. Đúng 2 kg, chạy cái dĩa ra thì tức là còn ký 8 á bạn. Dạ dạ. Với khóm. Dạ. Rồi có 2 miếng khóm rồi thơm đó. Ăn dạ. Cho nó giật ngược rồi. Dạ. Có ngang á. Dạ. Anh bao nhiêu luôn. Đây. Hôm nay không để thời gian. Tại vì Hiếu mới thử sức ăn với ba mình không có thời gian. Hai anh em cứ đua ha. Rồi. Cứ đua thoải mái. Đó. Cố ăn đi Hiếu. Dạ dạ. Hỏi mà bạn ăn thắng ba, bạn lấy 1 triệu bằng mỗi túi. Dạ, ha. Dạ. Còn bạn thua, bạn đổ được 300 ngàn đổ xăng về Long An. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đây anh để đây 1.3 triệu ha. Xong đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng thịt luộc với hai anh em của mình. Xin mời. Xin mời. Rồi chuẩn bị nhé. Dạ. 1, 2, 3. Xíu cho nhanh nó hiểu rồi chứ anh ta nó lằng lẹ lắm á. Nhiều khi mình có khách như thế này, mình muốn là khách mình thắng trong tim mình luôn. Để cho nó kịch tính chút mà không biết sao đây. Hiếu phải cố gắng 200% á. Cái khóm đó hai anh em thích ăn thì ăn, thích ăn thì thôi. Hai miếng khóm nhỏ xíu à. 100 g à. Chén đậu này mình thấy bộ gì căng sức. Dễ chùm miệng nhóc luôn đó bạn.
Chúng là hồi sớm mua chơi có được 2 miếng thịt mỡ, còn 2 miếng là thịt ba gọi, nó có nạc nhiều, để chảy chảy. Anh ba ăn thịt nạc cũng dở, anh em ăn thấy trận đấu này phải nói là rất hấp dẫn luôn. Cứ uống nước thoải mái đi Hiếu, rồi hết nước rồi mình châm thêm cho. Con gà bên đây lên xòa đấy không?
Nói thua Hiếu ơi. Dạ dạ. Nè, có ai nghe em nói nè. Ừ. À, nhưng mà em cũng thua anh ba cũng không à. Nhưng mà cái anh chỉ bắt đại thôi, bên ba cũng nạt nhóc. Dạ. Nói chung là em mới vô mà á, là em tưởng đó là bữa nay ba bốc gặp phải đối thủ nặng. Thì nãy em vô em bắt mở mà trước không à. Ừ, ăn thấy rất là ok luôn. Dạ. Nhưng mà phút sau là hình như là em bị ăn hơi bị nhiều, em hơi dội. Vậy người ta mở nhiều quá. Dạ. Nên nạt nhiều quá, ừ. Nhắm nổi. Ok, phần thưởng của anh ba, anh chia sẻ qua cho Hiếu và ba sĩ đậu xăng mà. Dạ, Hiếu ơi. Dạ. À, bỏ túi đậu xăng Hiếu. Về tiền anh ba để cho anh kìa Hiếu. Trên này, trên này. Rồi, cảm ơn anh. À, chúc thù lộ bình an Hiếu. Dạ, dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ. Ba anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và bình an. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Chào, bye bye.